Rồi, alo, nay mình giải đề tiếp nha mấy em. Đó, là ôn thi tiếp. Rồi, giờ mình giải cái đề này. Mấy cái đề này, mấy câu hình rất hay nha. Đó, còn cái phần phần tự luận. Mấy cái phần này thì các bạn phải nắm chắc điểm cho anh nè, được chưa? Đó. Rồi, giờ mình làm câu 1. Làm phép tính nhân. À, câu này dễ. Đấy. 3x bình nhân cho 4x mũ 3 trừ cho 2x cộng 3. Đấy. Rồi, này đơn giản đúng không? Nhân vào thôi, 3 x 4 12, x bình nhân x mũ 3 là x mũ 5. Trừ cho cái gì? 3 x 2 là 6, x bình nhân x là x mũ 3 rồi cộng cho 9x bình. Rồi. Đơn giản, siêu đơn giản. Rồi, câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Rồi ý A. X mũ 3 cộng 6 x bình cộng 9x. Đúng không? Rồi câu này thì... Rồi mình đặt x ra ngoài đúng không? Đặt x ra ngoài rồi còn x bình cộng 2 nhân 3x. Rồi cộng cho 3 bình phương. Được chưa? Rồi bằng cái gì? Đấy, nhân với hằng đẳng thức. Rồi, giờ đến câu B. Câu B là x mũ 3 cộng x bình trừ 4x trừ 4. Rồi, bằng. Đây, mình đặt x bình ra ngoài nè. Còn x cộng 1 nè. Rồi trừ 4. Rồi còn x cộng 1, được chưa? Đó. Vậy là... Rồi mình đặt nhân tử chung là x cộng 1 ra ngoài. Vậy là còn x bình trừ 4. Rồi mình tách ra hằng đẳng thức tiếp là x trừ 2 nhân x cộng 2. Được chưa? Rồi. Giờ đến câu 3. Làm phép tính chia. Rồi cái này là chia đa thức cho đơn thức đúng không? Thì mình đặt tính. Nhưng mà trước khi đặt tính là mình phải sắp xếp. Đó. Nhỏ dần của mũ của ảnh đúng không? Đây nè. 9x nè, trừ cho 10. Được chưa? Chia cho cái gì? Chia cho x trừ 1. Đó. Đây là cách 1 nè. Hướng dẫn cách 1 là chia như bình thường nè. Là x nè. Rồi nhân lên là x bình nè. Rồi trừ x nè. Được chưa? Rồi. Đặt dấu trừ. 0. Này là cộng 10. X. Rồi trừ 10 đúng không? Đó. Rồi lại chia tiếp. Này là cộng 10 nhân lên là 10x rồi trừ 10 đó rồi trừ đi thì này bằng 0, này là phép chia hết, được chưa? Phép chia hết. Rồi đây là cách thứ nhất, còn cách thứ hai mình làm như sau: x bình cộng 9 thì anh viết là cộng 10 cộng 10x trừ trừ x, được chưa? Đấy, thì nó cũng là cộng 9x thôi, trừ 10. Rồi bằng cái gì? Anh phân tích cái này đó trước. Rồi bằng đặt x ra ngoài là còn x cộng cộng 10. Còn đây trừ x thì là còn x cộng 10, đặt dấu trừ đằng trước. Rồi bằng gì tiếp? Cái này giống như mình phân tích nó thành nhân tử chung thôi, x trừ 1 nhân cho x cộng 10. Đấy, rồi sau khi phân tích xong đúng không? Mình mới rút gọn cho cái gì? Vậy là cái này này. Đây này, là còn x trừ 1 nhân x cộng 10. Rút gọn cho cái gì? X trừ 1. Đấy, thì cái này mình bỏ đi hai cái này là còn x cộng 10, giống kết quả trên này chưa? Đấy, nhưng mà với cái điều kiện, đấy, mình phải xác định điều kiện là x khác 1, được chưa? X khác 1 thì cái biểu thức mới có nghĩa, đúng không? Rồi. Giờ đến câu B. Câu B làm tương tự. Rồi, cũng có hai cách nha. Y bình cộng 5y cộng 6 chia cho y cộng 3. Rồi, cứ chia như bình thường thôi. Y nhân lên y bình cộng cho 3y. Rồi trừ đi. Đây là 0 nè. Đây là còn 2y đúng không? Cộng 2y rồi. Cộng 6. Rồi là chia tiếp. Này là cộng 2. Nhân lên 2y rồi cộng 6 rồi
chia hết. Rồi cách thứ hai thì mấy đứa phân tích rằng nhân tử chung y bình cộng 2y cộng 3y cộng 6 đó, xong rồi làm tiếp là y ra ngoài là còn y cộng 2 nè, rồi cộng 3 ra ngoài là y cộng 6 nè, à y cộng 2 chứ đó, rồi lập nhân tử chung là y cộng 3 nhân cho y cộng 2, rồi mình rút gọn cho y cộng 3 đấy, thì cuối cùng nó vẫn là còn y cộng 2 và điều kiện là y phải khác trừ 3 đó, luôn phải có cái điều kiện này nhá thì biểu thức nó mới xác định được đúng không. Còn câu 2 chứng minh chứng tỏ hai hai phân thức bằng nhau, rồi mình đã học là a phần b đúng không bằng b phần c, à bằng cho c phần d, thì nếu nó bằng nhau thì khi và chỉ khi a nhân d bằng b nhân c đấy, với cái gì, với b và d phải khác khác không để cái nó có nghĩa thôi. Vậy thì trước hết là mình phải xác định nó điều kiện. Đây câu 2a được chưa, điều kiện là gì, x và y phải khác không đấy, x và y phải khác không để cái mẫu nó xác định. Rồi mình nhân chéo đúng không, mình nhân chéo hoặc các bạn có thể chọn cách rút gọn cũng được đấy, các bạn dùng cách nào cũng được thôi, nhưng mà mình cứ làm theo lý thuyết đi ha, làm theo trong sách giáo khoa đi, sách giáo khoa người ta hướng dẫn cách này thì mình dùng cách này đấy, còn rút gọn vẫn được, được chưa, không có gì sai cả. Rồi vậy là 18 x bình y mũ 3 trên cho 54 x mũ 3 y mũ 2 bằng y phần 3x. Rồi giờ các bạn tương đương là 18 x bình y mũ 3 nhân với gì 3x bằng y bằng y nhân cho 54 x mũ 3 y bình đó, y bình phương. Rồi các bạn kiểm tra cái kết quả này đấy, nếu nó xảy ra dấu bằng thì nó bằng nhau đúng không, chắc chắn nó bằng nhau rồi, 54 x mũ 3 y mũ 3 rồi bằng 54 x mũ 3 y mũ 3, thì cái này điều này luôn đúng rồi, luôn đúng đấy, nên mình suy ra là hai vế nó bằng nhau được chưa. Rồi câu B thì cũng tương tự, câu B cũng tương tự thôi đúng không. Thôi giờ câu B anh sẽ chọn cách rút gọn nha. Đấy, rút gọn cái vế phức tạp hơn nè, đặt x ra ngoài còn x cộng 2 nè trên cho gì x mũ 3, rồi đặt x ra ngoài còn x bình cộng 2 nhân 2x cộng cho 2 bình đấy, rồi bằng cái gì tiếp, x với x rút gọn nè, tại mình đã cho điều à câu B này cũng phải tìm điều kiện, ấy là điều kiện câu A thôi, là x phải khác không, x phải khác trừ 2 hả, được chưa. Rồi vậy là còn x cộng 2 nè trên cho x cộng 2 tất cả bình thì nó bằng gì, 1 phần x cộng 2 đó, các bạn rút gọn cách này cũng được chưa, không nhất thiết là phải làm nhân chéo kia. Rồi giờ đến câu câu 3 thực hiện phép rút gọn đó, giờ nó mới cho rút gọn này. Đây giờ câu này đơn giản thôi, 1 phần x bình trừ 1 đúng không, trừ cho 1 phần x bình trừ x, rồi làm như bình thường nè, bằng 1 phần x trừ 1 đấy, nhân cho x cộng 1, anh cứ để bình thường, trừ cho 1 phần nhân cho x trừ 1 đấy. Rồi giờ cái vế bên này nó thiếu x cộng 1, vế bên này thì nó thiếu x đúng không, nó thiếu cái nhân tử x này nè. Rồi vậy cái mẫu chung nó là gì, x của ba ông x nè nhân cho x trừ 1 nhân cho x cộng 1 đúng không. Rồi còn ông này thiếu thiếu x đúng không, thì mình nhân x rồi trừ cho gì, ông này thiếu x cộng 1 vậy là trừ cho x cộng 1, nhưng mà phải để trong ngoặc nha, để trong ngoặc đấy, khi mình bỏ dấu trừ ra bỏ ngoặc ra thì mình phải đổi dấu, rồi bằng x
trừ x là hết đúng không? Vậy này còn trừ 1 phần x nhân x bên trừ 1. Rồi, như vậy cho gọn được chưa? Rồi giờ đến câu B. Câu B. 3x. Rồi, quy đồng luôn nha. 3x bình cộng x cộng 1 nhân cho x phần x cộng 1, được chưa? Này mình làm nhanh luôn. Nhân cho gì? 2 nhân cho x cộng 1 đó, mình đặt nhân tử chung ra luôn. Rồi chia cho gì? 9x bình. À, cái này mình đặt số 3 ra ngoài. Rồi. Mình đặt 3 ra ngoài thì mình có cái gì? X bình, 3x bình đúng không? Cộng cho 3. À, cộng cho x cộng cho 1, được chưa? Cộng cho x cộng cho 1. Rồi. Đó, rồi giờ mình rút gọn nè. À, mình phải tìm điều kiện xác định chứ. Nãy câu này là điều kiện là gì? Điều kiện là x phải khác 0. Đấy, rồi cộng cộng trừ 1. Nó phải đồng thời xảy ra nhé. Đấy, nó khác 0 không là chưa đủ. Nếu nó bằng 1 thì cái này nó cũng đâu xác định đâu. Cái mẫu nó bằng 0, được chưa? Rồi, ở đây mình cũng có phải có điều kiện là x phải khác 0 với x khác trừ 1. Đấy. Còn cái này thì mình luôn chứng minh nó luôn lớn hơn bằng 0 rồi, nên mình không cần điều kiện, được chưa? Rồi, vậy mình rút gọn được hai ông này. Hai ông này. Vậy là kết quả cuối cùng là còn cái gì? 2 trên cho 3x đúng không? 2 trên cho 3x. 2 phần 3x đấy. Được chưa? Rồi. Đó. Vậy thôi. Đơn giản. Rồi bài 4. Đó. Mấy bạn xử lý phải nhanh như vậy đó. Đi thi phải tập trình bày nhanh với nắn nót rồi nhé. Rồi. Giờ đến... giờ nó kêu cho biểu thức tìm điều kiện xác định rồi rút gọn đúng không? Đấy, điều kiện là gì? Mấy cái mẫu phải khác không? Vậy là đây x phải khác gì? Trừ 1 nè. Mình dò từng cái mẫu một. X khác 1, x khác 0. Đấy, rồi cái này nó nằm trong ba cái điều kiện này rồi. Cái mẫu này nó nằm trong ba cái điều kiện này rồi nên mình không cần phải. Đây, điều kiện. Được chưa? Ba cái này phải đồng thời nè, được chưa? Phải khác đồng thời ba cái số này thì nó mới xác định. Rồi giờ mình mới rút gọn nè, giờ anh quy đồng lên luôn nha. X cộng 2 nhân cho x trừ 1 đó, tại vì nó thiếu mà. Giờ mình quy đồng mẫu. Rồi trừ 2x nhân cho x cộng 1. Cái mẫu chung lúc này là x bình trừ trừ 1, được chưa? Rồi. Nhân cho 3. Nhân cho x cộng 1. À. Rồi chia cho x. Rồi. Cái này thì mình nên viết là x cộng 1 nhân cho x trừ 1 đi. Để mình dễ thấy cái điều rút gọn đây. Được chưa? Rồi sau đó. Xử lý cái vế bên này trước nha. Phía bên trái dấu cộng này trước nè. Rồi mình cứ chia nhỏ công việc ra thôi. Rồi x. Rồi đây mình. Nhân x bình cộng 2x. Trừ cho x, trừ cho 2, được chưa? Rồi trừ cho 2x bình, trừ cho 2x. Đấy, mình cứ chia nhỏ công việc rồi nhân trên cho x trừ 1 nhân cho 3 phần x, được chưa? Rồi đến đây mình làm tiếp. Trừ x bình này. 2x với 2x là mất này. Ở đây còn trừ x. Ở đây còn trừ 2. Được chưa? À, rồi trên cho x trừ 1 nhân cho 3 3x, được chưa? Rồi bạn nào tin ý á, đến đây mình lại phân tích tiếp được nè. Anh sẽ phân tích tiếp được nè. X bình nè, trừ cộng cho x, trừ cho 2x trừ 2 đó. À, không không,
mình không làm như vậy. Rồi, mình tạm thời dừng ở đây thôi. Rồi, tiếp tục mình cộng cho cái vế tiếp theo. À, mình cộng cho cái vế tiếp theo. Cộng cho cái vế tiếp theo nha. Các bạn làm thì các bạn nên ghi dài nguyên một hàng luôn nhé. Còn đây là anh đang chia nhỏ cái việc ra. Anh sẽ làm cái vế bên này trước để các bạn dễ thấy. Rồi xong anh mới tính đến cái vế tiếp theo được chưa? 4x bình cộng x cộng 7. Rồi, 4x bình cộng x cộng 7. 4x bình cộng x cộng 7 trên cho x bình trừ x. À, hai cái mẫu này khi các bạn nhân rồi nè là nó giống nhau rồi, mẫu chung rồi, nó có mẫu chung rồi thì mình cứ phân phân mình tính thôi, đúng không? Vậy đây là trừ 3x bình nè, mình nhân vào trừ 3x trừ cho 6 cộng cho 4x bình cộng x cộng 7. Rồi, cái mẫu thì chung rồi, lo gì nữa, đúng chưa? Mẫu lúc này nó giống nhau, nó giống nhau rồi, x bình trừ x. Đấy, các bạn nhân hai cái này vào thì nó ra cái giống bên này. Rồi, bằng còn x bình này trừ 2x này, đúng chưa? Rồi, cộng 1. Đấy, hàng đẳng thức chưa? Rồi, x nhân cho x trừ 1. Đây là x trừ 1 tất cả bình trên cho x nhân x trừ 1. Vậy là kết quả cuối cùng là còn x trừ 1 trên cho x, đúng không? Đó. Nhanh gọn, đúng chưa? Đấy, mình cứ nắn nót mình làm. Cứ làm chậm chậm thì ra đúng, kết quả đúng thôi. Tính giá trị của biểu thức tại x bằng trừ 0,5. Thôi, con này của con nít rồi. Các bạn thế vào. Đấy, cứ rút gọn được, thế vào là ok, được chưa? Rồi, giờ đến cái câu cuối này mới hay này. Đấy, anh sẽ chăm chút cái câu cuối này cho các bạn nhiều này. Tại nhiều bạn sẽ có tâm lý sợ bài hình, đúng không? Đấy, còn những cái phần bên trên này không phải là không chăm chút, mà thực ra là giảng một lần là các bạn hiểu rồi, hoặc các bạn xem lại rồi làm lại là các bạn hiểu. Còn cái câu hình này có nhiều bạn sợ, sợ toán hình đúng không? Đâu có gì đâu sợ, đây anh sẽ làm cho nha. Các bạn theo dõi chậm chậm là hiểu. Đây, cho tam giác ABC đường trung tuyến BM. Rồi, anh sẽ vẽ cái tam giác trước. A B C. Rồi, đường trung tuyến BM, đường trung tuyến BM và CN. Rồi, BM giờ mình cần xác định cái trung điểm. Đường trung tuyến là gì? Xuất phát từ đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện, đúng không? Đây, vậy là điểm này là điểm M này. Đấy, điểm M. Và CN, CN đây, điểm này là điểm N đây này. Đó, rồi giờ cho hai cái đường thẳng đấy cách nhau, được chưa? Cách nhau tại tại đâu? Cách nhau, người ta bảo cách nhau tại G. Rồi, giờ mình tìm giao điểm. Rồi, đây là cái điểm G nè, được chưa? G. Rồi, tiếp theo. G là gì? G là trọng tâm, đúng không? Trọng tâm. Rồi, giao điểm của ba đường cao là trực tâm. Trung tuyến là trọng tâm. Rồi. Gọi B là trung điểm của BG. Đây, BG đây. Giờ là tìm trung điểm của BG. Đấy. Các bạn nhớ tính chất đường trung tuyến không? Là từ cái trọng tâm này đến cái đỉnh á thì sẽ bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến, tức là BG sẽ bằng 2 phần 3 của cái ông BM. Đấy, mà giờ trung điểm của cái ông BG nữa là chia thành 3 đoạn bằng nhau, được chưa? Chia thành 3 đoạn bằng nhau. Các bạn phải nhớ mấy cái tính chất này nhé. Lên lớp 10 là gặp nhiều lắm. Lên lớp 10 là gặp siêu nhiều lắm. Rồi, Q là trung điểm của GC. Đây, Q là trung điểm GC. Đấy, nó cũng chia thành 3 đoạn bằng nhau, được chưa? GC. À, Q. Q là trung điểm GC. Rồi. Chứng minh tứ giác MNBQ là hình bình hành. Ê, đâu rồi? Đấy, như anh vừa nói xong đúng không? Anh vừa nói xong luôn. À,
Anh vừa dứt lời luôn, là mình phải nhớ mấy cái tính chất. À, nhớ thì mình mới làm được, còn không nhớ thì thôi chịu rồi. Đây, giờ cái gì nhỉ? À, nó kêu chứng minh tứ giác. Câu A, chứng minh tứ giác BN MQ là hình bình hành. Rồi, giờ mình chứng minh theo cái tính chất nào? Giao điểm hai đường chéo cách nhau tại giao điểm mỗi đường đó, cái đó là cái tính chất mà nó gọn nhẹ nhất rồi đó. Đây, N M Q B đó. Đọc sao cũng được, chẳng miễn là mình đọc đúng thứ tự được nhé. Còn không quan trọng là nó phải giống đề đâu, mấy bạn gọi khác cũng được, miễn là theo đúng thứ tự. Rồi, vậy là chứng minh cách nhau tại trung điểm mỗi đường. Vậy giờ theo tính chất gì? Đó, các bạn mà không thuộc lý thuyết thì làm sao mà làm được, đúng không? Theo tính chất đường trung tuyến. Đường trung tuyến thì BM bằng 2 phần 3 đâu? BG chứ nhỉ? BG đó, thế bằng 2 phần 3 của BM. Rồi, mà B là trung điểm của BG đấy, suy ra 1 phần 2 của BG thì bằng BB đúng không, bằng BB. Mà 1 phần 2 BG, anh nhân 1 phần 2 vào đây nhé, anh nhân 1 phần 2 vào đây, nhân cả hai vế cho 1 phần 2 nè đấy, đây cũng nhân 1 phần 2 nè, thì suy ra là 1 phần 2 BG, giờ anh viết tương đương lại thành BB được không? Đây nè, đúng chưa? Bằng cái gì? 1 phần 3 BM. À, thấy chưa? Thì ba cái đoạn này có phải bằng nhau không? Đấy, ông BB thì bằng 1 phần 3 BM. Ông BC thì lại bằng BB. Đấy, thì cũng bằng 1 phần 3 BG. Mà ông GM thì mình biết rồi, theo tính chất đường trung tuyến thì nó cũng bằng 1 phần 3 BM đúng không? Đấy, vậy BB bằng BG bằng GM bằng 1 phần 3 BM. Đấy, cái này là chứng minh nhé. Cái này hết sức đơn giản đó, chỉ lập luận một xíu thôi. Chứng minh tương tự với gì? QC bằng chứng minh tương tự ta có đi, ta có QC cũng bằng GQ rồi cũng bằng GN rồi bằng 1 phần 3 CCN, được chưa? Rồi, vậy thì suy ra G G là trung điểm của đây là một nè ha, đây là điều số 2, anh đánh dấu đây là điều số 2 đi ha. À, từ 1 và 2 đấy, suy ra G là trung điểm của gì? BM. G là trung điểm của NQ đấy. Vậy kết hợp hai điều này thì mình theo cái dấu hiệu nhận biết trong hình bình hành thì hai tứ giác có hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường. NQ với BM là hai đường chéo thì gì nữa, đúng không? Cách nhau tại trung điểm mỗi đường thì nó là hình bình hành. Thôi, anh nói đến đây thì các bạn chắc là biết làm rồi đấy. Còn ngay câu 1 mà hướng dẫn hơi bị kỹ, được chưa? Rồi, giờ mình quay trở về cái câu tiếp theo này. Gọi EFI theo thứ tự là trung điểm của BN. À, giờ lại tìm trung điểm tiếp. BN đây. Đây là điểm gì? Người ta kêu là điểm E đúng không? Đó, điểm E. EFI NC. Đấy, F là của NC. À, NC đây. Đó. Đây này, đây mới là trung điểm của NC này. Nhiều bạn sẽ bị nhầm giữa trung điểm trung tuyến của một cái đường đường trung tuyến đó. Rồi đây là điểm F.
Các bạn cứ đọc đến đâu kỹ đến đấy, đánh dấu được chưa? Ở trên đây cái hình này thì anh không đánh dấu được, nhưng mà khi vẽ hình vào vở các bạn phải đánh dấu cái đoạn nào bằng nhau thì các bạn chú thích ra đấy, còn không thì mình phải phải nhớ có mấy đoạn thì nó chồng lên nhau thì mình phải nhớ được chưa. Rồi Y là trung điểm của MC, Y đây. Rồi người ta kêu chứng minh ba điểm này thẳng hè đấy, anh chỉ rồi có hai cái cách đây chứng minh ba cái điểm này thẳng hè. Rồi anh chỉ có hai cái cách, một là chứng minh cả cái góc đó đúng không, ba điểm thẳng hè, ba điểm thẳng hàng được chưa. Rồi cách một đây là chứng minh cái góc bằng 180 độ, chứng minh trực tiếp. Cách hai là đây có đường thẳng A song song với B, C song song với B, rồi A với C có điểm chung. Đó, với C có điểm chung. Rồi. Đây là giống như cách 1, đây còn đây cách 2 đó. Cách 1 nè. Cách 2. Bây giờ mình sẽ dùng cách 2 nha, ba điểm này nè. Bây giờ mình dùng cách 2 nhé. Đó, chắc chắn thì nó thẳng hàng thôi, nhưng mà giờ mình dùng cách nào đây? Mình dùng cách 2 thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi. Người ta nói E là trung điểm của gì? E là trung điểm của NB. E trung điểm NB. F trung điểm của NC. Vậy trong cái tam giác, vậy từ đây suy ra EF là gì? Đường trung bình trong tam giác nào? Của tam giác BNC. Ôi trời ơi, đơn giản đúng không? Đi qua trung điểm hai cạnh. Rồi. Vậy thì theo cái tính chất là EF sẽ song song với BC. Rồi, một cái nhé. Đây, đúng ý chưa? Rồi, song song với BC. Rồi, cái nữa nè, cái nữa nè. Giờ F là trung điểm. F là trung điểm của gì? Của NC. Rồi. Rồi lại có gì? Y là trung điểm của MC. Vậy suy ra à đó, FI là đường trung bình của tam giác nào? CNM, CNM. Đấy, vậy theo cái tính chất đường trung bình là FI sẽ song song với gì? NM. À, NM. Rồi. Đấy, chưa chưa liên quan đúng không? Đây là cái cạnh B. Đây có phải là B đâu. Đấy, xây là cái đường XE rồi đúng không? Chưa chưa giống cái này. Rồi giờ mình sẽ làm cho giống này. Mình có N là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB, AC. Rồi. Vậy thì suy ra MN là đường trung bình của tam giác nào? ABC. Đấy. Mà theo tính chất đường trung bình thì MN sẽ song song với BC. Rồi. MN song song BC. Đấy. Vậy thì suy ra FI song song MN, FI có song song BC không? Đấy, đây là anh ghi đây là điều 1 này, điều 2, điều 3 này. Từ 2 và 3 mình suy ra FI song song BC. Đấy. Đây anh đặt là điều 4 đây. Rồi. Đây. Vậy giờ là từ 1 và 4. Từ 1 và 4 suy ra EF song song BC. Đấy. FI song song BC. Rồi Y là cái điểm chung của EF và FI đúng không? Từ đây suy ra ba điểm này thẳng hàng chưa? F E Y
thẳng hàng. Được chưa? FB thẳng hàng. Dễ chưa? Đó, nguyên cả cái bài này là áp dụng nguyên cái tính chất đường trung bình luôn nha mấy em. Full đường trung bình luôn đó. Đó, bạn nào chỉ cần tinh tế là cứ thấy trung điểm rồi đường trung bình rồi song song. Được chưa? Đó, bạn nào tinh tế là thấy hết. Rồi. Giờ đến câu tiếp theo. Đó. Đơn giản đúng không? Tam giác ABC có điều kiện gì để tứ giác MNBQ là hình chữ nhật đó. Cái đề hôm trước cũng có một cái điều kiện nhưng mà mình phải chia làm hai vế đúng không? Chia làm hai vế, câu đó mới là hay đó. Còn câu này thì nó đấy, chỉ cần một vế thôi. Nó là hình bình hành rồi. Câu kia bữa nó yêu cầu là hình bình hành mà trở thành hình vuông thì phải là thông qua một cái hình chữ nhật xong rồi mới thêm một cái điều kiện để mới thành hình vuông, mình phải chia thành hai vế đúng không? Còn câu này từ hình bình hành thì ra hình vuông thì mình có cái tính chất đấy, được chưa? Rồi, anh sẽ mở lên nhé. Rồi, xem các bạn chọn. Đây. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, được chưa? Đấy, cái tính chất thứ nhất. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật, đấy. Để cho cái này một là mình làm sao tạo điều kiện gì đó để cái NQ bằng BM. Đấy, cũng được, làm cách này cũng được. Cũng có cách lý giải nhưng mà anh nghĩ sẽ lâu. Còn cái chỗ mà hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật nè, anh thấy cái này hay hơn nè. Mình chỉ cần chứng minh một cái góc trong cái hình hình thang màu xanh lá này vuông thì nó là hình chữ nhật, được chưa? À, rồi. Giờ mình sẽ đi lập luận như thế nào đây nè, lập luận như thế nào mới quan trọng, được chưa? Thì giờ anh sẽ làm, giờ mình sẽ đi tìm điều kiện. À, câu C, tìm điều kiện để hình bình hành N M Q B có một góc vuông qua tam giác ABC, được chưa? Rồi, giờ mình làm sao đây? Giờ mình muốn muốn nó có một góc vuông đúng không? Thì anh ví dụ là cái góc qua anh giả sử đi, giả sử cái góc BNM bằng 90 độ. À, anh sẽ giả sử BNM bằng 90 độ. Vậy tức là sao? Tức là BN vuông góc với gì? Vuông góc với NM đúng không? Vuông góc với NM. Rồi. Vuông góc với NM. Rồi tiếp theo. Đây nè, anh sẽ kéo cho các bạn xem này. Đây, nếu nó vuông đây. Vuông chưa? Là hình bình hành chưa? Đó, rồi, để lại chỗ cũ ha. Rồi, vuông góc với NM. Đây. Giờ anh vẽ. À, anh sẽ gọi cái điểm trung điểm này là điểm điểm G. G là trung điểm. Gọi G là trung điểm của BC đấy. Vậy suy ra là AG là gì? Đường trung tuyến đấy sẽ đi qua G đúng không? Đấy, G thuộc A, được chưa? Đường trung tuyến của tam giác ABC. Rồi, giờ anh vẽ cái đường này nha. Đây, chắc chắn nó phải giao nhau rồi. Rồi, rồi. Đúng chưa? Vậy giờ các bạn dễ dễ thấy nè. Các bạn dễ thấy nè. NB nè. Các bạn chú ý cái cạnh NB nè. N là trung điểm của AB. N là trung điểm AB. B là trung điểm của BG. Cái này giả thiết rồi nha, hai cái này chui từ giả thiết ra nha. Rồi, vậy suy ra
NB là đường trung bình của tam giác nào? Của tam giác BGE đúng không? Mà nó là đường trung bình thì suy ra NB song song với AG đúng không? Mà AG lúc này nè, G thuộc AI, vậy anh ghi là tương đương là NB song song với A AZ được không? Đấy, AZ được không? Rồi. Mà NB này nè. À, có MN song song với BC. Rồi, MN song song BC. Lại có MN song song với BC. Rồi. Tại sao anh phải ghi hai cái này ra, các bạn chú ý đây này. Anh sẽ dùng cái bút khác màu nha. NB đây với NM đây, anh đang ghi ở đây nha. Đấy, hai ông này song song được chưa? NB thì song song với AZ này. Đấy, mà NB lại vuông góc với NM. MN song song với BC nữa chứ. Vậy thì anh thay được không? Anh thay à thôi, nên xét riêng đi, mấy bạn dễ hiểu. Chứ mà ghi nhiều quá các bạn sẽ rối. BN song song AI AZ mà BN vuông góc với NM. Đấy, từ đây suy ra là AZ có vuông góc với NM một cái nha. Đây. MN song song BC, tại vì MN là đường trung bình, là đường trung bình của tam giác ABC được chưa? MN là đường trung bình của tam giác ABC đó. Rồi đây này, MN song song BC, MN lại vuông góc với AI, vậy từ hai cái này mình suy ra cái gì? MN à BC có vuông góc với AZ không? Đấy. Mà BC vuông góc với AZ, AZ vừa là đường trung tuyến mà giờ AZ lại vuông góc nữa. AZ là đường trung tuyến. Đường trung tuyến mà AZ lại vuông góc với cái cạnh BC nữa. Một cái đường thẳng mà đóng hai cái nhiệm vụ luôn, vừa là đường trung tuyến, vừa là đường cao thì nó là gì? Suy ra cái tam giác gì? Tam giác ABC phải cân tại đâu? Cân tại A. Đấy, cân tại A thì sao? Đây, anh di chuyển cho xem nhé. Cân tại A nhé. Cân tại A thì cái tứ giác gì? Thì tứ giác. À, thì cái hình bình hành NM QB là hình chữ nhật được chưa? Đều phải chứng minh. Đó. Được chưa? Đơn giản thôi. Đó, rất đơn giản. Rồi. Giờ đến câu tiếp theo. Đó, các bạn lập luận từ từ đã ra thôi. Còn hai đường chéo bằng nhau cũng được. Các bạn chứng minh hai đường chéo bằng nhau cũng được. Các bạn giả sử hai đường chéo nó bằng nhau thì cái cạnh NG này này bằng GQ đúng không? Cái đấy là điều đương nhiên rồi. Hai đường chéo đúng rồi, hai đường chéo bằng nhau. Vậy là NQ sẽ phải bằng BM. Đấy. Bốn cái đoạn này cũng bằng nhau. GN bằng GM bằng GB bằng GQ. Đấy, mà GB lại bằng BB. Đấy. GQ lại bằng GC. Đó. Nên suy ra cái gì? Suy ra là hai cái đường trung tuyến này phải bằng nhau đúng không? Hai đường trung tuyến bằng nhau thì nó xảy ra khi đó tam giác đó cân cân tại đỉnh A. Nhưng mà cách đó hơi là khó lập luận đúng không? Khó lập luận. Đây mình cứ muốn nó cân tại A thì mình chứng minh cái AZ này vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao. Đấy, theo cái lập luận của mình được chưa? Mình phải giả sử đã, mình giả sử là nó là hình chữ nhật luôn, được chưa? Xong rồi mình
đi chứng minh, lập luận từ từ. Rồi, có gì các bạn xem lại và trình bày lại nha. Giờ mình qua câu tiếp theo này. Cho AB bằng AC bằng 10. Đấy, lúc này thì nó cân rồi. Nó mới cho AB bằng AC bằng 10, BC bằng 12. Rồi, ok. Hãy tính diện tích tứ giác MNBQ. À, tính diện tích hình chữ nhật, đúng không? Mà tính cái này thì áp dụng rất rất nhiều đến cái đường trung bình. Đấy. Giờ các bạn có BC bằng 12 đúng không? Đây. Giờ anh có BC bằng 12. AB bằng AC bằng 10. Đó, cm. Rồi. Vậy thì giờ nhá. N NM mình dễ dàng tính được là bằng 6 theo tính chất đường trung bình đúng không? Rồi giờ mình sẽ tính cái ông gì, tính cái ông NB là bao nhiêu, tại vì diện tích hình chữ nhật thì nó bằng cái gì, lúc này là nó cho cân rồi nhé, nó cho cân là mình biết là nó là hình chữ nhật nhé, được chưa? Từ câu C phải lòi ra câu D không? Đấy. Rồi giờ nó cho cân nên mình xác định thẳng luôn nó là hình chữ nhật. Vậy diện tích nó bằng dài nhân rộng thôi. NB là rộng này, nhân chiều dài là BQ, được chưa? BQ có thể bằng NM cũng được. Đấy, NM thì bằng 6 là đường trung bình rồi. Vậy giờ mình chỉ cần tính là NB. À, NB. Mà giờ AB bằng 10. Đấy, AB bằng 10. A G B vuông tại đây. Có ông này bằng 10, ông này bằng 12, 12 mà chia đôi đấy là bằng 6. Vậy cái cạnh này là bằng bao nhiêu? Bằng 8, đúng chưa? Cạnh này bằng 8. Cái cạnh AG ấy bằng 8, được chưa? Theo Pythagore. Rồi. Mà mình biết cái cạnh NB này này. NB cái thằng mình đang cần tìm này, nó bằng 1/2 AG. NB bằng 1/2 AG. Mà AG bằng cái gì? AG lại bằng 2/3 AZ. À, mà AZ bằng bao nhiêu? Bằng 8. Rồi, giờ mình thế vô thôi nha. Vậy từ đây mình AG là bằng 2/3 AZ đúng không? AZ là bằng 8 này, là bằng 16/3. Một nhát, được chưa? Rồi mình thế 16/3 vô đây. 1/2 nhân 16/3. AG bằng 2/3. À đúng rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Anh nhầm. Rồi, 16/3 vào đây. Vậy là còn 8/3 đúng không? 8/3 đúng không? Rồi. 8/3, NB bằng 8/3. MN bằng 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 6. Đấy, vậy là bằng 8/3 nhân với 6 thì là bằng 16 cm vuông, được chưa? 16 cm vuông. Đây, S hình chữ nhật thì bằng MN nhân với NB dài nhân rộng thì bằng 6 nè, là chiều dài nè. Nhân rộng là 8/3. Vậy là bằng 16 cm vuông. Được chưa? Rồi, đó, đơn giản không? Rất đơn giản mà phải biết suy luận đó thì nó mới đơn giản được, đúng không? Và nắm chắc kiến thức nữa. Rồi, vậy thôi. Đó, các bạn về phải xem kỹ lại bài nha. Những cái câu đầu là phải làm là phải trôi chảy này, làm không được sai. Đấy, thì mình mới mong muốn là có điểm cao ở những cái bài hình này được. Bài hình là các bạn phải suy luận tư duy nhiều nè, được chưa? Còn những cái câu trên là mình phải tập rèn cái tính cẩn thận đó, cẩn thận và chắc chắn đấy thì mới làm được. Rồi vậy thôi nha, mấy bạn về phải tự làm lại nha, tự làm lại thì mình mới hiểu bài được, chứ mà xem là không hiểu được đâu. Rồi chào mấy bạn nha.